Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì muốn nghe Pháp nên thường ưa gặp Phật. Nếu nghe Như Lai ứng chánh đẳng giác ở thế giới khác đang thuyết chánh Pháp, thì liền dùng nguyện lực sanh về cõi ấy, cung kính cúng dường, nghe thọ chánh Pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hoặc ngày hoặc đêm thường chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, thường chẳng xa lìa tác ý nghe Pháp. Do nhân duyên này, tùy theo các quốc độ có chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đang thuyết chánh Pháp, liền nương nguyện lực đến đó thọ sanh hoặc nương thần thông mà đến nghe Pháp. Do nhân duyên ấy, các Bồ Tát này thọ sanh các cõi thường được gặp Phật, luôn luôn nghe chánh Pháp không hề gián đoạn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường vì lợi lạc các hữu tình nên tuy thường hiện khởi các định sâu sắc của thiền vô sắc, nhưng dùng phương tiện thiện xảo khởi tâm dục giới, dạy cho các hữu tình người thiện nghiệp đạo cũng theo nguyện lực hiện sanh dục giới có Phật. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường tu Bồ Thí Ba La Mật Đa, thường tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường an trụ pháp không nội, thường an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường an trụ chân như, thường an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu bốn niệm trụ, thường tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường an trụ thánh đế khổ, thường an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu bốn tịnh lự, thường tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu tám giải thoát, thường tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu pháp môn giải thoát không, thường tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu năm loại mắt, thường tu sáu phép thần thông. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu pháp môn tam ma địa, thường tu pháp môn đà la ni. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu mười lực Phật, thường tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu trí nhất thiết, thường tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường đối với địa vị của mình chẳng khởi nghi hoặc, chẳng nghĩ thế này: ta là bất thối chuyển, ta chẳng phải là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột nói có thối chuyển, cũng chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột nói không thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đối với pháp ở địa vị mình không nghi không hoặc. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đối với pháp ở địa vị mình đã khéo hiểu rõ, đã khéo thông đạt. Này thiện hiện, như dự lưu thì an trụ quả dự lưu, đối với pháp quả của mình không nghi không hoặc, nhất lai bất hoàn a la hán độc giác đều an trụ, trụ quả chứng của mình,